đàn linh dương vươn mình tỉnh giấc tại nơi rừng xanh hoang dã mỗi sớm mai. Chúng nhận ra việc mình chắc chắn phải làm vào ngày hôm nay, đó là phải chạy nhanh hơn để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi. Nếu không, chúng sẽ bị sư tử đuổi kịp và sơi tái. Và tương tự như vậy, mỗi sớm mai thức giấc, sư tử cũng phải tự dặn lòng mình sẽ phải chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp con linh dương chạy chậm nhất đàn. Dù số phận có an bài là linh dương hay sư tử, thì khi mặt trời mọc, chúng cũng phải dùng hết sức lực để chạy nhanh hơn ngày hôm qua, chạy nhanh hơn tất thầy để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chúng ta đều phải chạy, chạy thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời. Cách tốt nhất để tồn tại trên trái đất chính là sống ở trên bầu trời, rồi tự trang bị cho bản thân những món vũ khí sắc bén, và sau đó trở thành kẻ săn mồi ẩn giật, thợ săn của bầu trời. Những sinh vật này sở hữu thị lực không thua kém ai, cùng cái mỏ sắc như móng vuốt. Chúng đã giúp nghệ thuật bay lượn vươn lên một tầm cao mới. Những con mồi không biết được điều gì sắp sửa diễn ra với chúng. Chúng cũng điều chỉnh lại khuôn mặt của mình để việc săn bắt được chính xác hơn. Có những loài săn mồi vào ban ngày và có những loài săn mồi vào ban đêm. Nguy hiểm luôn rình rập và có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chúng đều rất hung dữ, sẵn sàng chiến đấu để tranh giành thức ăn. Diều hâu, cú hay đại bàng đều là những bậc thầy. Cuộc đua ngoạn mục nhất trên hành tinh của chúng ta đã diễn ra trong suốt 135 triệu năm. Đó là cuộc đua của những gã khổng lồ, các loài động vật có kích thước to bằng xe buýt với hàm răng to và sắc như dao găm. Cuộc đua đó đã kết thúc một cách đột ngột cách đây 65 triệu năm. Sự diệt vong của khủng long. Nhưng chúng không thực sự chết. Khủng long bạo chúa T-Rex hay Raptor không tồn tại nữa. Nhưng hậu duệ của chúng vẫn còn đây. 10.000 giống khác nhau. Chúng có số lượng lớn, có móng vuốt và chúng hầu như có thể bay. Những con chim hung dữ nhất trên bầu trời thường có kích thước lớn, khỏe và rất nhanh. Chúng nổi tiếng với những chiếc mỏ và móng vuốt. Chúng là loài chim săn mồi. Chúng là kẻ thống trị bầu trời. Từ vùng núi Á, Âu tới các khu rừng nước Mỹ. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Động vật sống trên mặt đất dành trọn cuộc đời để chạy trốn khỏi những tay săn mồi điêu luyện này. Đây chính là cuộc chiến sinh tồn của chúng. Cuộc chiến sinh tồn của những kẻ săn mồi. Ẩn dưới những ngọn cây là một loài cao thủ săn mồi. Chú ngụ đơn độc trong tòa tháp của mình, loài vật được mệnh danh là vua của các loài chim, đang chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Tỏa sáng, mạnh mẽ và tráng lệ. Đó là đại bàng. Một trong những loài chim lớn nhất trên bầu trời,
và cũng là một trong những loài nguy hiểm nhất. Đại bàng là giống chim săn mồi lớn. Chúng được tôn vinh là sát thủ săn mồi đáng gờm nhất. Những kẻ săn mồi này hoạt động tốt nhất ở nơi có không gian rộng lớn. Chúng có thể bay cao và quan sát được vật cách xa hàng dặm. Một trong những con đại bàng lớn nhất thế giới sống ở vùng đất sa mạc, nơi có đất đá và khu đồng bằng rộng mở. Đây là đại bàng đuôi nhọn. Loài đại bàng đặc biệt này sống ở Úc và New Guinea. Giống như những con đại bàng khác, thị lực của nó cao gấp 3 lần con người. Móng vuốt của nó sắc như dao găm. Nó phát hiện ra một con mồi trên cỏ. Đó là một con thỏ. Nó có thể bổ nhào từ trên không với vận tốc 70 km/h. Và tốc độ của con thỏ cũng không hề kém cạnh. Đây là một cuộc đua ngang tài, ngang sức. Một cuộc chiến sinh tử mà cả hai bên đều có cơ hội chiến thắng. Đại bàng đã chiến thắng và phần thưởng của nó chính là một bữa ăn. Nhưng ngày mai, cuộc đua sẽ lại tiếp tục. Đại bàng sống ở vùng núi, đồng bằng Bắc Mỹ và Âu Á. Chúng được huấn luyện để săn những con vật có kích thước lớn như chó sói. Mấy con quạ này không bay xung quanh để gây hấn. Đây là loài đại bàng vàng. Với sải cánh dài tới 2 mét, cùng bộ móng vuốt có kích thước bằng ngón tay trẻ em, đại bàng vàng luôn bất bại trong những cuộc chiến với lũ quạ. Chúng có thể bay nhanh và xa, không bao giờ trở thành con mồi của loài khác. Đây là đại bàng đầu trắng. Chúng là những phi công giỏi và kẻ bắt cá đầy kinh nghiệm. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng được chọn trở thành biểu tượng của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng cũng có dáng rất đẹp. Chim ưng là loài chim săn mồi có tốc độ di chuyển nhanh nhất trên trái đất. Chúng sinh sống ở Bắc Cực và các vùng nhiệt đới. Con chim ưng này đang đi kiếm ăn cho cả gia đình. Việc tìm kiếm thức ăn còn có thêm cả áp lực về thời gian. Đây là chim cắt. Chúng luôn luôn cảnh giác và đang chuẩn bị bay đi. Nó phải tìm thức ăn cho hai con chim khác. Thành công rồi. Một thợ săn giỏi sẽ sản sinh ra thế hệ mạnh mẽ. Thức ăn ưa thích của nó là các loài chim. Cánh của chúng có cấu tạo đặc biệt để có thể giúp chúng nhảo lộn trên không khi săn bắt mồi. Con chim cắt đưa mắt dò xét bầu trời. Nó nhận ra một vật ở đằng xa. Khác với đại bàng, chim ưng có phần cánh thon và sắc. Tốc độ di chuyển của chúng rất lớn. Một con chim ưng có thể bay với tốc độ 300 km/h. Ở tốc độ tối đa, áp suất không khí có thể khiến phổi của chúng bị tổn thương. Chính vì vậy, lỗ mũi của nó có cấu tạo xương đặc biệt để giúp phá vỡ luồng không khí rộng vào. Con chim cắt bắt đầu cuộc rượt đuổi của mình. Một con gầm gì đá nhận ra nguy hiểm. Con chim cắt tỏ ra chút do dự. Sau đó liền hành động, nhanh như chớp nó lao xuống chỗ con gầm gì đá. Con chim kia cũng lao đi. Bắt được rồi.
Sau một chút chuẩn bị, con chim cắt đã có một bữa ăn thịnh soạn. Con gầm gỉ đá đã rất cố gắng để trốn thoát, nhưng ngày hôm nay nó phải chịu thua số mệnh. Đối với những loài chim nhỏ thì chim ưng là sát thủ đáng gờm nhất trên bầu trời. Đây cũng là cách chúng sinh tồn được trong tự nhiên. Một con chim ưng nhỏ nhưng có vó đang sinh sống ở khu đồng cỏ này. Sở hữu một bộ lông màu xám nâu cùng các điểm nhấn tinh tế khác. Nhưng thực tế, đây là một loài chim sát thủ khác, chim cắt lùn. Con chim này đang trên đường quay trở về nhà. Bạn đời của nó đang chăm sóc lũ chim non ở nhà. Chúng dành trọn đời ở bên nhau, nhưng lũ chim non sẽ sớm rời tổ khi chúng được 4 đến 5 tuần tuổi. Chim cắt lùn có sải cánh dài chưa đầy 1 mét, nhưng sự kỳ diệu lại nằm ở chỗ cách chúng điều khiển đôi cánh của mình. Con chim này đang ra ngoài săn bắt một lần nữa. Nó đang đuổi theo những con thú nhỏ sống trong cỏ như chuột, bò sát hay thậm chí mấy con côn trùng. Cánh đồng cũng vừa được thu hoạch xong nên rất thu hút nhiều loài chim tới. Chim cắt lùn nhìn thấy một con chuột. Nó bay lượn xung quanh rồi đột ngột lao xuống. Việc bay trong nghiêng rất khó, nhưng chim cắt lùn lại làm rất chuyên nghiệp. Chúng phải để ý tới phần gió và phải chuyển động khéo léo để giữ cho đôi cánh và phần đuôi ở nguyên vị trí. Chúng có thể theo dõi sát sao và nhắm vào con mồi một cách hoàn hảo trước khi hành động. Một con chim khác cũng đang tìm chuột. Nó có thể sẽ gặp may, mặc dù chúng cũng gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển. Lần này đã thất bại, nó phải tìm kiếm lại vận may khác. Chim cắt lùn có một khả năng tuyệt vời khác. Nó có thể nhìn thấy tia cực tím. Điều này khiến chúng tìm kiếm con mồi dễ dàng hơn. Con chuột này dùng nước tiểu của mình để đánh dấu đường mòn trên cỏ. Nước tiểu của chuột sẽ phản chiếu lại trước ánh sáng của tia cực tím. Vì vậy, nó có thể lần theo dấu vết để tìm kiếm con mồi. Nó đã cho con chuột vào trong tầm ngắm của mình và chuẩn bị cho cuộc truy bắt. Nó đã xác định được mục tiêu. Con chim cắt lùn phải vận dụng hết toàn bộ khả năng của mình để giành chiến thắng trong cuộc chiến ngày hôm nay. Chim cắt lùn có thể có tới 7 đứa con, vì vậy nó phải vô cùng nỗ lực để tìm đủ thức ăn để nuôi tất cả. Nhưng chính bản thân những con chim non đó cũng phải cố gắng chiến đấu để sinh tồn trước khi rời khỏi tổ. Ít nhất một trong số chúng sẽ chết. Khi cha mẹ chúng đang chiến đấu để tìm miếng ăn, thì chúng đang chiến đấu để giành giật sự sống. Những con chim non sẽ không thể tự kiếm thức ăn được. Nghe thật khắc nghiệt, nhưng đây là sự tàn nhẫn của việc chọn lọc tự nhiên. Chỉ những con đủ khỏe mạnh mới có thể sống sót. Những mảnh xương nằm trên vùng đất khô cằn là dấu hiệu nhận biết đây là nơi cư trú của một loài chim tượng trưng cho sự chết chóc. Đây là một loài chim sẽ rỉa sạch sẽ phần thịt của một chim tượng trưng cho sự chết chóc. Đây là một loài chim sẽ rỉa sạch sẽ phần thịt của một xác chết, khiến nó chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Một con chim chuyên đi ăn xác. Sự hiện diện của nó là niềm báo cái chết đang cận kề. Kền kền rất dễ nhận biết bởi cái đầu hói và cái mỏ nhọn của mình. Kền kền là loài chim săn mồi. Nó không đi săn bắt hay giết chóc. Con mồi của chúng là xác động vật chết. Kền kền ăn xác động vật thối rữa.
có con có thể ngửi được mùi xác chết cách cả km. Ken Ken có thể xé thịt từ xác động vật lớn. Trong cuộc đua với dòng đời, Ken Ken lại được bao vây bởi cái chết. Ken Ken cũng có đôi cánh dài, bộ móng vuốt mạnh mẽ, sắc bén. Cuộc đua với dòng đời của Ken Ken chính là chuỗi ngày chiến đấu, tranh giành thức ăn với đồng loại và những kẻ săn mồi khác. Một khi miếng mồi ngon xuất hiện thì việc tranh cướp không phải là điều đơn giản. Nếu là một con Ken Ken thông minh, nó có thể xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm. Những bãi biển nơi rùa tụ tập tới và đẻ trứng là nơi tìm kiếm thức ăn lý tưởng của loài Ken Ken. Bãi biển với đầy những tổ rùa và xác của những con rùa cái đã kiệt sức. Đây là lúc chúng sẽ đi ngược lại với quy tắc và ăn xác những con vật còn đang hấp hối, yếu sức. Trứng rùa hay thậm chí là rùa non mới nở cũng trở thành thức ăn cho Ken Ken. Nhiều con khác đã biết đến bãi biển này và tập trung ở đây để tranh cướp thức ăn. Nơi Ken Ken sống đúng với bản năng của mình nhất là nơi có nhiều xác động vật lớn nhất. Thảo nguyên châu Phi, nơi nhiều loài động vật di chuyển theo đàn để tìm kiếm thức ăn. Đây cũng là nơi cư ngụ của hàng trăm kẻ săn mồi đói khát. Mỗi ngày, vô số loài vật trở thành con mồi của sư tử, báo, báo đốm và cá sấu. Khi những kẻ săn mồi kia thỏa mãn cái bụng đói của mình là lúc Ken Ken xuất hiện. Nhưng Ken Ken không phải là kẻ ăn xác duy nhất ở đây. Xác hươu cao cổ thu hút loài linh cẩu và Ken Ken sẽ phải chiến đấu với chúng để giành phần thức ăn. Hôm nay có vẻ như có đủ thức ăn cho tất cả nên hôm nay mọi chuyện diễn ra có vẻ yên bình. Phần đầu chọc của Ken Ken giúp chúng giữ được thân nhiệt trong những chuyến hành trình tìm kiếm thức ăn tại hoang mạc châu Phi nóng bỏng. Dù bị điều tiếng không tốt, nhưng không thể phủ nhận, Ken Ken đóng góp công sức rất lớn cho việc gìn giữ môi trường ở đây khỏi mầm bệnh do xác thịt thối rữa gây ra. Con vật này đã thua cuộc trong cuộc đua sinh mệnh của mình trước một con sư tử. Nó không biết rằng sự hy sinh của mình đã giúp cho những con Ken Ken được sống. Ken Ken là vua của vùng không gian. Chúng có thể bay lên cao, vượt lên luồng không khí ấm áp để phóng tầm mắt nhìn xuống dưới vùng đồng bằng bên dưới. Con Ken Ken đực này có thể điều khiển lông cánh của mình để điều hướng việc bay được tốt hơn. Nó đã nhìn thấy một miếng mồi ngon. Đây là lúc thích hợp để tìm một vị trí tốt để quan sát xung quanh. Nếu một con Ken Ken không thể tìm được một cái xác nào, nó sẽ quay sang tìm kiếm xem có con vật nào đang đi săn mồi không, ví dụ như sư tử hay một bầy chó săn. Nó nhìn thấy đàn linh cẩu và quyết định di chuyển theo chúng. Lần này đám linh cẩu lại không muốn chia sẻ thức ăn. Ken Ken đành phải chờ tới lượt mình. Xác một con trâu có vẻ khả thi hơn, nhưng một kẻ săn mồi lớn hơn đã đến đây trước và giờ nó không muốn chia sẻ. Ken Ken sẽ không mạo hiểm chiến đấu với một con sư tử trưởng thành. Những con Ken Ken này sẽ không để sư tử ăn trong hòa bình. Cuộc chiến sinh tồn nảy ra giữa sư tử và Ken Ken. Nhưng cả hai con vật đều có khả năng chiến thắng. Một khi sư tử đã ăn no, nó sẽ rời đi. Và sau đó Ken Ken sẽ có cơ hội ăn những phần còn sót lại. Ken Ken là một loài vật dĩ hòa vi quý. Chúng đảm nhận nhiệm vụ cao cả trong thế giới động vật bằng cách giúp loại bỏ xác của động vật đã chết. Chúng giúp giữ gìn khu rừng và các cánh đồng khỏi bị bệnh dịch. Chúng ta đều nợ Ken Ken một lời cảm ơn chân thành. Loài động vật sử dụng khả năng ẩn thân để sinh sống trong rừng. Với thần pháp nhanh nhẹn, nó sẽ khiến con mồi không lường trước được cái chết đang gần kề. Loài chim này có thể bay mà không phát ra tiếng động.
đó chính là cú. Cuộc chiến sinh tồn của nó chính là hành trình trở thành một kẻ săn mồi thầm lặng. Chúng có đôi mắt sắc bén và bộ móng vuốt sắc nhọn, khả năng lao xuống đột ngột mà không gây ra tiếng động. Chúng xuất hiện kể từ khi khủng long tuyệt chủng. Chúng đã trải qua sự khắc nghiệt của tạo hóa và sinh tồn trong suốt hơn 60 triệu năm qua. Với vẻ đẹp tuyệt vời và khả năng vượt trội, cú là loài chim săn mồi. Tính đến nay, có tới hơn 200 loài cú khác nhau đang sinh sống trên trái đất. Kích thước của chúng cũng vô cùng đa dạng. Loài cú lớn nhất thế giới có kích thước gấp 100 lần loài cú nhỏ nhất. Cú sừng được biết đến là một trong những loài cú lớn nhất và sẵn sàng tấn công con người nếu tới quá gần chúng. Những con cú sừng này khi trưởng thành sẽ trở thành những thợ săn mồi đỉnh cao, không địch thủ. Nhưng cuộc chiến săn mồi đầy khắc nghiệt của loài cú bắt đầu kể từ khi mới sinh ra. Những con non khỏe mạnh hơn sẽ tranh thức ăn với anh chị em của mình, và những con còn lại sẽ dần trở nên yếu ớt và không thể cạnh tranh được nữa. Con cú đó thậm chí sẽ ăn thịt anh chị em đã chết của mình. Loài cú có tên gọi hùm xám lớn, còn được mệnh danh là bóng ma của miền Bắc. Con cú này nghe tiếng động phát ra từ mặt đất phía bên dưới. Nó đang cố gắng sử dụng thính giác của mình để chắt lọc những tiếng xào xạc nhỏ nhất trên mặt cỏ. Nó có thể biết được chính xác âm thanh phát ra là của loại chuột nào. Cách bay của chúng cũng vô cùng độc đáo. Điều quan trọng nhất để bay một cách nhẹ nhàng, êm ái, đó chính là lông của chúng. Phần cạnh răng cưa cùng bề mặt mịn như nhung của nó giúp không khí không bị xáo trộn. Khi mặt trời lặn, những con cú săn bắt vào ban sáng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng những loài động vật khác vẫn không thể an tâm được. Hầu hết các con cú sống về đêm, và chúng là chuyên gia săn mồi trong bóng tối. Khu rừng bên dưới trông thật yên bình, nhưng dưới đó có rất nhiều loại động vật nhỏ đang cố gắng chạy thoát khỏi những tay săn mồi. Đây là đại tiệc buffet dành cho những con cú đói bụng. Không giống như các loài chim khác, mắt cú nằm ở phía đằng trước nên chúng có thể nhìn dưới dạng 3D, rất phù hợp để xác định con mồi. Con cú này đang chuẩn bị cho chuyến săn đêm của mình. Nó cần phải ăn 6 con mồi mỗi đêm để sống. Nó quan sát và chăm chú lắng nghe. Mọi giác quan được tập trung hết mức có thể để tìm kiếm thức ăn. Con chuột này không nhận ra con cú đang ở gần đây. Nó tỏ ra lo lắng và di chuyển nhanh để giảm tối đa khả năng bị bắt. Cuộc đua sinh tử giữa cú và chuột đã bắt đầu. Con cú đã nhập cuộc chơi. Kẻ chiến thắng chỉ có một. Nó có khả năng bay lượn trong trường hợp con mồi đang ẩn nấp bên dưới. Nhưng lần này thì nó không cần nữa. Con chuột đã ở trong tầm ngắm. Cuộc chiến sinh tồn đã kết thúc. Loài vật gặm nhấm đã thua, và hôm nay con cú là người chiến thắng. Loài chim săn mồi đã phát triển qua nhiều cách. Từ đại bàng, chim ưng, chim cắt, cú vọ, tới kền kền. Mỗi loài đều phải tìm cách thích nghi, tìm kiếm thức ăn và sinh tồn. Chúng đều là những bậc thầy về bay lượn và là những tay thợ săn cừ khôi. Và hơn hết, chúng đều là những kẻ chiến thắng trong cuộc đua số mệnh trên bầu trời.